Xin kính chào quý cô bác anh chị và toàn thể các bạn đến với nội dung tiếp theo trên kênh Bản sắc dân tộc nhé. Cách đây khoảng mấy video thì mình cũng có là cùng em Hùng sang là hỏi nhờ em Hùng sang là có chạy hộ mình được cái giấy tờ tùy thân của bé Hoa cũng như là bố mẹ bé Hoa không, để tới này mình sẽ làm cái thủ tục là làm một cái sổ tiết kiệm ngân hàng cho bé Hoa. Đấy, thì cái video đấy thì mình cũng nói từ cái video trước rồi, là hỏi xem là mẹ bé Hoa cũng như là bé Hoa có nuôi được thêm bò không. Tại vì là ngày trước, từ ngày trước đấy rồi, từ cái thời mình làm cái nhà vệ sinh nhà bé Hoa này rồi thì là làm chuồng bò nhà bé Hoa, là cũng có cô chú Huy Ngọc ở bên Mỹ và cô Thanh Tất Chật ở bên Mỹ cũng có gửi cho mình cái số tiền là để mua con bò. Nhưng mà cái số tiền mua bò đấy vẫn còn dư quỹ. Và mình cũng có nói là sau khi đi bệnh viện mắt trung ương đưa hai mẹ con đi khám về, nếu mà thừa quỹ sẽ mua cho. Nhưng với điều kiện là mình sẽ hỏi là mẹ con bé Hoa xem có còn khả năng đủ mà nuôi nữa không. Và cái quan trọng hơn nữa là như thế này quý vị, là cách đây khoảng một tuần thì có cô chú Huy Ngọc, cô có liên lạc lại với mình là hỏi mẹ con bé Hoa xem là cái còn nuôi được nổi bò không, để lấy cái quỹ ngày trước thừa ấy về mua tiếp bò cho hai mẹ con nuôi. Tại vì cái quỹ đấy cô chú chỉ gửi cho về để mua bò thôi, thì cô chú cũng có liên lạc lại với mình. Đấy là cái quỹ từ ngày trước nhá, cứ không phải là cái quỹ mới nhá. Cho nên là cái này mình đã hứa là sau đi viện mắt trung ương về là nếu mà còn có khả năng nuôi được mình sẽ mua thêm, mà hỏi xem mẹ bé Hoa hoặc là bé Hoa với bé Hoa có đồng ý là nuôi cho thêm không, thì mình sẽ lấy cái quỹ về nuôi. Tại vì cái quỹ đấy là Mạnh Thường Quân chỉ gửi về cho mua bò nha quý vị nha, vẫn còn dư. Nếu mà mua thiếu thì mình sẽ là bù vào cái quỹ của ngày trước ấy. Đấy. Hai mẹ con bé Hoa thì đang có nhà. Mẹ bé Hoa chắc vừa đi đâu về phải không em? Đi nhặt bí về. Nhặt bí à? Vâng. À, nhặt bí tận đâu? Tận trên bên trên trên kia. Hôm nọ anh nhờ em ấy chạy cái giấy tờ mà cái giấy khai sinh với cả sổ hộ khẩu để làm cái chứng minh cho bé Hoa, em làm đến đâu, có chạy hộ anh chưa? Và em lúc đầu là mẹ bé Hoa với mẹ Hoa bảo là vẫn chưa không có giấy khai sinh với không có sổ hộ khẩu, thì em vẫn có cố gắng chạy, nhưng mà phải chạy từ đầu đi thì hơi khó một tí ạ. À, có nghĩa là đang chạy hộ anh thôi thì. Vâng. Ừ, rồi rồi. Thế xem bây giờ hỏi mình phải hỏi xem mẹ bé Hoa xem là ăn cơm chưa nhỉ? Hai mẹ con bé Hoa ăn cơm chưa? Nó mò rồi này không? Hả? Nó. Nó rồi. Ăn rồi. Ăn được cơm rồi à? Vâng. Bà bé Hoa ra đây, bà bé Hoa ra đây. Mai, mình sao nhỉ? Áo ấy, cái áo buộc ấy. Bà bé mở mở cửa ra cho anh nó xem. Ok, trong cửa ra. Mai. Ok, cho nhìn đó, cho cái cửa. Em vào đi, em vào gần hai mẹ con bé Hoa để hỏi tí. Mẹ bé Hoa là vừa đi lấy bí, lấy biết gì vào đúng không? Vâng, bí. Mẹ ăn cơm, nó hỏi xem bé ăn cơm chưa? Hỏi nó mò tạm ai? Ăn rồi. Ăn rồi à? Vâng. Bố có về chưa đấy? Bố đi hôm đợt trước về có về chưa? Thì lộ một giờ ta thì nó lộ ta. Lộ mà xem nó vô đá chỉ. Nhưng không mù lại. Về rồi lại đi đâu à? Về rồi lại đi rồi. Vâng. Về lâu chưa? Về được mấy hôm rồi đấy? Rồi ta còn đâu à? Nó hôm qua về. À, hôm qua vừa về. Vâng. Lại đi rồi. Lại đi. À. Thế bình thường là một ngày là mẹ khác đi lấy cỏ bò hay là cùng bé Hoa đi lấy? Yên không lại đó nhớ là may một đó là. Nó không chụp cái lấy thế mà. Bé Hoa mắt không nhìn thấy mẹ bé Hoa đi lấy đâu. Mẹ bé Hoa đi lấy à? Thế lấy một con có thừa không? Bình thường có thừa cỏ không ấy? Lại nha, gió nhìn thấy mon tàu nó. Mon tàu mà nó ra mon tàu. Vẫn thừa cỏ à? Vâng. À, ngày trước ấy thì hỏi bà mẹ bé Hoa là ngày trước ấy có một cái hai cô chú, một là cô Thanh ở Texas bên Mỹ với cả cô chú Huy Ngọc cũng ở bên Mỹ ấy, ngày trước gửi tiền về mua cái con bò này là vẫn còn thừa tiền. Thì cách đây khoảng mấy hôm thì các cô chú ấy lại liên lạc lại với anh là hỏi xem là mẹ với cả bé còn nuôi được nổi không, để lấy cái số tiền đấy về mua tiếp cho một con, hỏi xem chắc chắn là nuôi nổi không đã thì mới mua, còn không thì là không mua. Vâng. Mua thêm một con bò nữa để nuôi.
nếu mà lấy được bò, hỏi hỏi mẹ thế nào, có Cái khả năng lấy được đó không? là cho nên tí tí lòng đậu bản thân do lấy là mỗi tí tôi dùng từ nhựa này chứ họ chia để sẽ ở một tù tàu là đá vô ý tù đó vô nè nhà chơi rồi người à vô mà người đó cái ít tù mà giờ ở thì tôi lại rõ nhiều cho nó mà đi chính xác nó thì rõ nhiều môn tàu mà thấy là ở bên thôi chỉ mới rõ nhiều tôi ở thì thuốc các không chỉ bao cái thì lo chỉ bao ở cho tùy tàu đi. mà nhận đi à giờ thì à từ đi à giống à chị à giờ mà nhận đi à giờ giấy tổ thức mà nó nói là chị tao coi chi Như nào? bà ấy bảo là anh mua được thì sẽ nuôi Anh mua được thì là sẽ nuôi được cái gì? vâng Thì quan trọng là lấy có được nó có ấy không, có nó có nghĩa là lấy một con có lấy nuôi hai con có nổi không ấy chứ. nó bà ấy bảo nổi như bà này bảo là một con thì không không được phân nhiều Như nào? một con thì không được phân nhiều thì À, anh có nghĩa mua là một thêm con không được phân nhiều cái gì vâng anh mua thêm một con nữa thì để lấy bà phân. vâng bà ấy sẽ cố gắng lấy cổ cho À, vâng rồi rồi. Thì tại vì là cái này phải hỏi bà thật sự là nuôi được nữa thì mới dám mua cho. Còn không là anh không dám mua cho đâu, tại vì cái này là các cô chú ấy bảo là hỏi bà xem là chắc chắn là nuôi được thì mới mua cho thôi. Đấy. Thì nó mới dụ tàu tiền thế. Hả? Này đó dụ dụ tàu thế. Có dùng mà. Sẽ nuôi được. Nuôi được cái gì? Vâng. Tại vì là thế này quý vị ạ, có nghĩa là cái quỹ mua bò này ấy, từ cái ngày trước rồi chứ không phải là mới đâu nhá. Cho nên là quý vị là tránh trường hợp hiểu lầm là mình lại bảo là hỗ trợ thêm một con bò, cái đấy là không có nhá. Tại vì cái quỹ mua bò ngày trước vẫn còn là còn 8 triệu rưỡi. Nếu mà quý vị nào hay xem trên kênh thì cũng đã biết là ngày trước là cái quỹ mua bò là riêng, còn cái quỹ mà để làm công trình phụ là riêng nhá. Là nó sẽ riêng tách riêng ra thì là thừa cái quỹ mua bò là 8 triệu rưỡi. Từ ngày trước mình cũng có nói ở trong video là trước khi mà đi khám mắt ở dưới viện mắt trung ương ấy, thì trước khi đưa hai mẹ con đi khám ấy, mình cũng nói là sau khi đi khám về mình sẽ là hỏi tiếp hai mẹ con bé Hoa, nếu còn khả năng mình sẽ mua cho. Đấy, mình cũng có liên lạc lại với cái Mạnh Thường Quân của, tức là cô chú Huy Ngọc và cô Thanh ở Tức Chật ấy, thì là sau đi khám mắt về hỏi hai mẹ con mua nuôi nổi không thì mua cho tiếp. Đấy, quý vị nên nhớ rằng là đây là cái quỹ từ ngày trước nhá, mình cũng hỏi để xem mua được thì nuôi được mình mới dám mua. Với cả cô chú Huy Ngọc ấy, cách đây hơn một tuần về trước thì cô cũng có liên lạc với mình là hỏi xem hai mẹ con còn nuôi được không, lấy cái quỹ đấy để về mua bò. Xin nhắc lại quý vị lần nữa là cái quỹ đấy cô chú chỉ bảo là để nuôi bò thôi nhá, để mua bò cho nuôi thôi, cô chú có nói thế. Đấy, cho nên là mình cũng không thể làm cách nào khác được. Cái này mình cũng một là hỏi hai mẹ con có đồng ý không, hai là mình để là làm cái dùng cái số tiền của Mạnh Thường Quân gửi về để làm đúng cái mục đích của Mạnh Thường Quân giúp đấy, chứ không là Mạnh Thường Quân bảo là mua bò thì mình mua cái khác hoặc là sử dụng vào mục đích khác thì cũng không được, tại vì nó còn dư là mình phải sử dụng đến đấy. Đấy, còn cái phần mà quỹ còn thừa đấy, sau này mình sẽ một là làm cái công trình phụ cũng như là tách cái phần bếp ra ngoài ở bên ngoài này, thì nói chung là đất thì có khả năng là không được rồi, là làm cái bếp là nó rất là khó. Như ngày trước thì mình cũng có bảo là một phần mua đất cho hai mẹ con để mình nới, ý mình là mua là mình sẽ nới vuông xung quanh ra nhà ra nữa để là thêm 2-3 mét vòng quanh nhà để mình làm công trình phụ hay là để chuồng trại chăn nuôi gì đấy cho nó dễ. Nhưng mà thôi, theo ý kiến của quý vị là không nên, là có nghĩa là người ta hiến rồi thì là không mua nữa. Ví dụ là quý vị bảo thế thì mình lấy số đông thì mình nghe theo lời quý vị. Còn cái phần bò này thì là mình lại phải nghe theo lời Mạnh Thường Quân. Tại vì là Mạnh Thường Quân ấy thì họ bảo là mua bò, thế mình phải hỏi ý kiến hai mẹ con thì mình hỏi cũng bảo là nuôi được. Đấy, có nghĩa là cái phần tiền đấy mình sử dụng vào đúng cái mục đích của Mạnh Thường Quân muốn. Còn qua cái video này thì em Ngọc cũng xin hỏi lại lần nữa, Mạnh Thường Quân thì là không nói rồi, tại vì Mạnh Thường Quân liên lạc với mình rồi, thì hỏi lại quý vị là có nên mua hay không. Đấy, tại vì là cái số tiền đấy Mạnh Thường Quân bảo là chỉ để mua bò về nuôi. Cho nên là cái này nếu mà kiểu gì cũng có nhiều ý kiến trái chiều, em Ngọc có mua về thì lại bảo là về nuôi sợ không nổi, mệt thế nọ thế kia. Đấy, cũng nếu mà không mua ấy thì là lại là không làm đúng theo cái mục đích cái số tiền Mạnh Thường Quân gửi, nó cũng khó cho em Ngọc. Cái này là mình hỏi là 12 mẹ con bé Hoa bà nuôi được nhá quý vị nhá. Đấy.
chứ không phải là mình làm gây khó dễ hay cái gì cả. Đây là cũng là mình tùy tâm hai mẹ con có nuôi được không, mình cũng hỏi ý kiến nhá. Đấy là hai mẹ con bảo nuôi được thì mình mới dám là tiến hành là chuẩn bị tìm bò. Mà cũng nhân đây thì mình cũng tiện là hỏi quý vị xem có nên mua cho hay không. Đấy, như cũng kiểu gì cũng có vài vị khán giả cũng thắc mắc là tại sao yêu bố bé Hoa thế nọ thế kia, thì hay bỏ đi rồi thế nọ thế kia thì mua về làm gì hay như nào. Đấy thì cái này là mua về để cho hai mẹ con sau này có thành con hay bán gì là chỉ là hai mẹ con được hưởng thôi. Đấy, em cũng bảo rõ với hai mẹ con như này là cái sau này cái bò này bố không hộ, sau này có bán hay thành con hay chia như nào ấy thì là hai mẹ con hưởng thôi. Cái Vâng. công mình nuôi lấy bò các thứ ấy thì là hai mẹ con hưởng, là không chia bố gì cả. Mình cũng bảo thế tại vì bố không không đi lấy cỏ bò hay đi ấy. Vâng. Đấy. Hello. Giờ ta như là mà nay mấy đứa trẻ tuổi thì lớp nó không nói thì lớp chỉ bán hết rồi. Thì lớp mình lại thì lớp thì nhớ nhớ nay tuổi thật từ nay là lâu nay tuổi tao mà nhưng mà mùa mới phải mà nay nay vô nay thì nay chỉ phải thì lớp này. Chị phải chờ thì tôi mới chắc có ý tuổi mà ông mà đi à mua giấy cho phong xong rồi với đứa đồng ta không cho thấy trò xét giờ ông mà đi ô trong tù rồi Như nào? bà ấy bảo là anh mua được một cô thì bà ấy Sẽ cố gắng sẽ nuôi gì? cố gắng nuôi thôi ạ. Ok rồi rồi, thế nhá, xong để có gì là anh sẽ là hỏi lại ý kiến Mạnh Thường Quân xem như tình hình như nào. Nhưng Mạnh Thường Quân người ta đã liên lạc với anh rồi, bảo là nếu mà là nuôi được thì họ sẽ mua cho thêm một con. Đấy, vẫn lại về cái số tiền mua bò vẫn còn thừa ngày trước ấy. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ cũng xin là đi ra đây để thăm lại con bò. À đây mẹ cũng ra vệ sinh ra đây. Ra đây, bảo mẹ ra đây đi, bảo bé Hoa ra đây đi. Đó, máy đó nào nhỉ? Cái này là nói chung là cái này là hình như là mẹ lấy vào cũng để ủ sao ấy, Vâng. ủ phân à. Vâng. Mấy cái này này đây, một con thì quý vị như thế như xem thấy thì mẹ bé Hoa với bé Hoa đi lấy cỏ thì nó vẫn còn thừa rất là nhiều. Theo mình nhìn nhận cá nhân của mình nhá thì là có khả năng là mẹ bé Hoa thì vẫn còn đủ khả năng để nuôi thêm một con bò nữa, tại vì một con đi lấy cỏ về nhà nương ruộng thì không có, chỉ có thời gian đi lấy cỏ thôi, mắt thì nhìn thấy. Thì có khả năng là nếu ra buổi đi lấy cỏ nuôi bò thì chắc khả năng vẫn còn đủ để một con ăn, vẫn nó thừa thãi như này quý vị. Đấy, cho nên là cái vấn đề này thì mong là quý vị cũng thông cảm cho em Ngọc và hai mẹ con bé Hoa, tại vì là mình cũng để tạo với công ăn việc làm cho bé Hoa. Tuy rằng là nếu mà mình mua cho một con nữa thì tất nhiên nó sẽ cái gánh nặng sẽ nó là thêm cái gánh nặng hơn, nó sẽ mệt hơn. Đấy, nhưng mà nuôi được là cái tốt. Đấy là cái một phần là vấn đề như thế, thì mình cũng xin thông báo cho quý vị biết là như thế. Nếu như mà cái số 8 triệu rưỡi đấy mình mua con bò mà nó vượt quá số tiền, mình sẽ lại trích ra từ cái phần quỹ của hai mẹ con bé Hoa từ ngày trước còn thừa để mình mua. Đấy, còn thừa bao nhiêu. Hiện tại bây giờ thì cái phần đất ở bên ngoài thì không có quý vị, thì để làm cái công trình ở ngoài nó rất là khó. Còn cái có một anh tên là Tâm Phạm cũng gửi cho mình 100 đô từ ngày trước rồi nhá. Từ cái lúc mà làm công trình phụ nhà bé Hoa là để mà lá cái thềm này, nhưng mình cũng chưa thấy thời gian. Mình bảo là sau khi làm nhà em già, lúc làm nhà em già mình tiện vật liệu và mình lấy, cũng chưa có thời gian để lấy về làm cái thềm này. Đây là cái phần của nhà anh Tâm Phạm này. Còn cái bên trong này mình xin hỏi ý kiến quý vị khán giả, cái quỹ thừa của nhà hai mẹ con bé Hoa mình sẽ lấy về mình tu sửa cái nhà lại xem có được không. Mình sẽ tính là như này. À, chát ngoài này, phần mặt tiền này này và chát bên trong nhà. Đấy. Chát bên trong nhà và cái nền này mình sẽ lát gạch hoa xem ý kiến quý vị khán giả như thế nào. Cái này mình chưa làm đâu nhá, mình hỏi ý kiến quý vị khán giả nhá. Tránh trường hợp là quý vị khán giả là thắc mắc là dùng phung phí cái số tiền của Mạnh Thường Quân. Đây mình hỏi ý kiến, nếu mà quý vị có đồng lòng với ý kiến của em Ngọc thì em Ngọc mới tiến hành làm. Còn nếu mà không đồng lòng thì em Ngọc cũng xin là thôi không làm. Đấy, nếu là đấy là ý kiến riêng của em Ngọc. Còn muốn làm một cái ống khói đục cái tường ra. Em Ngọc muốn đục cái tường đâu ở mép bên này ra làm cái ống khói đun bếp ở đâu thò ra bên ngoài làm cái ống khói thôi. Đấy, đục ra là ống khói ốp vào đằng sau tường thôi để cho nó khói nó ra ngoài, đỡ phải vào cái trong này để mình chát cái phần nhà cho nó sạch. Đấy, ý kiến như vậy quý vị xem như thế nào thôi. Chỗ này này quý vị. Cái thềm này là của anh Tâm Phạm ngày trước gửi cho mình nhá. Vợ chồng anh Tâm Phạm gửi trước cho mình 100 đô để là làm cái thềm này, nhưng mà chưa có thời gian. Sau này làm nhà bí thư già hoặc là làm một lấy vật liệu vào đây mình sẽ mua vào là làm cái thềm này. Nhưng mà vấn đề là
hiện tại đường chưa vào được, nhà nước đang làm đường đấy, với cả mưa gió vào nó cũng khó, thành ra làm cũng chưa thể tiến hành được ngay. Anh Tâm Phạm có xem được cái video này cũng hết sức thông cảm cho em Ngọc. Em Ngọc sẽ làm nhau, nhưng mà chưa có thời gian, một là chưa có thời gian, hai nữa là đường xá thì nó chưa có thuận lợi cho lắm, thì em Ngọc tạm thời là sẽ chưa làm vội đấy. Đấy thì mình cũng chỉ hỏi qua như vậy là ý kiến như thế nào hai mẹ con mà nuôi được thì mình cũng xin là mua cho hai mẹ con bé Hoa một con bò đấy. Thôi chắc có lẽ mình cũng dừng cái video mới tới đây thôi, mình chỉ hỏi cái ý kiến như vậy thôi, nếu mà đồng ý thì mình cũng sẽ là chuẩn bị tiến hành là tìm bò.